Những năm gần đây, du lịch Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ và để lại nhiều điểm nhấn. Trong đó có thể nhắc tới khu đô thị Danco City. Sau hơn 2 năm triển khai, Danco City đã hoàn thiện hơn 90% cơ sở hạ tầng, cảnh quan, mang phong cách châu Âu hiện đại sang trọng. Đặc biệt, sự xuất hiện của bến du thuyền Monaco, bến du thuyền đầu tiên tại Thái Nguyên, nằm trong khu đô thị đã mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho cư dân nơi đây. Ngắm nhìn không gian lãng mạn của Hồ Mắt Rồng, đắm chìm vào những bản nhạc du dương hay là tận hưởng những tiện ích đẳng cấp. Đó là những gì mà tôi đang được trải nghiệm trên chiếc du thuyền 5 sao duy nhất của tỉnh Thái Nguyên. Và đây cũng chính là những đặc quyền của những người dân đang sinh sống tại khu đô thị Danco qua các combo với các khung giờ từ 9 đến 11 giờ, 12 đến 14 giờ và 16 đến 18 giờ mỗi ngày. Rất là thích bởi vì là cái không khí được ngồi trên du thuyền để ngắm cảnh, đồng thời là được ăn thưởng thức những cái món ăn rất là ngon, nghe những bản nhạc rất là du dương, rất là hay, làm cho cảm giác mình thư giãn. Khi mà đến với du thuyền ở Danco thì tôi thấy rất là thú vị, rất là vui vẻ và những cái dịch vụ rất là tiện ích ở trên du thuyền, kể cả những cái bữa ăn, kể cả là khi đi ngắm cảnh ở trên du thuyền. Từ khi được khai trương, bến du thuyền Monaco nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú của các cư dân Danco City khi được trải nghiệm du thuyền 5 sao tại khu đô thị. Trong 2 tiếng trải nghiệm, cư dân được đón tiếp nồng nhiệt từ cổng bến Monaco, thưởng thức ẩm thực châu Âu và tận hưởng không gian sống yên bình cùng tiếng đàn du dương. Đây cũng được xem là địa điểm lý tưởng để tổ chức những bữa tiệc sang trọng ngoài trời như cưới hỏi, sinh nhật hay những dịp gặp gỡ bạn bè của giới thượng lưu. Sự xuất hiện của du thuyền trong lòng khu đô thị Danco City cũng thể hiện cam kết uy tín của chủ đầu tư Danco Group xây dựng và phát triển những tiện ích cao cấp dành cho toàn bộ cư dân. Đây là một cái dự án rất là tâm huyết của chủ đầu tư Danco Group. Trong thời gian vừa qua thì chủ đầu tư đã tổ chức rất nhiều chương trình cho khách hàng và cư dân của dự án Danco City trải nghiệm ở bến du thuyền Monaco. Tất cả những với cái phong cách phục vụ đẳng cấp 5 sao, từ quy trình đón khách cho đến hướng dẫn khách cũng như là phục vụ khách trên du thuyền thì đem lại cho khách hàng rất nhiều cảm giác tuyệt vời và rất hài lòng. Chúng tôi là đơn vị tư vấn và phát triển dự án Summit Group. Trong thời gian vừa qua thì với những cái cách làm của chủ đầu tư thì đã giúp chúng tôi thuận lợi hơn trong việc tư vấn cũng như là truyền tải đến những cái thông điệp của dự án đến với khách hàng. Với hơn 88 tiện ích cao cấp, phong cách châu Âu đẳng cấp khác biệt, Danco City là dự án khu đô thị gây sức hút lớn trên thị trường đầu tư bất động sản kể từ khi ra mắt. Theo các chuyên gia, trước sự phát triển mạnh mẽ của các dự án khu đô thị, thành phố Thái Nguyên đang dần trở nên sôi động, thu hút lượng lớn cư dân về sinh sống, du khách đến tham quan và là kênh đầu tư sinh lời trong tương lai.